Đây các bạn nhá, đầu tiên thì các bạn sẽ cắt cho mình hai con yêu tinh vào đây, hai con thôi nhá, hai con thôi cả nhà. Đây chém gió làm gì chi nhiều đúng không? Tiếp tục cả nhà này. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ cái đạo Archer này nó bắt. Rồi, đâu đó cứ tầm khoảng thêm hai con nữa đi. Thêm một con vào đây nữa cả nhà này. Sau đó anh em chúng ta sẽ lém 33 vào đây nhá. Cứ tầm khoảng 30 con 33 đi. 40 con đi. 40 con cả nhà này. Đấy, 40 con anh em nhá. Bên cạnh đây nữa thì chúng ta sẽ thêm cỡ tầm khoảng 40-50 con yêu tinh gì đấy. Bình chèo vào đây luôn anh em nhá. Ui, bình chèo mình lém hơi xấu. Bình chèo mình lém hơi xấu cả nhà. Ok, cứ bình tĩnh này. Ok, cứ bình tĩnh này anh em này. 40 con 33, đoạn này là hơi dày đấy, nhưng mà cũng không sao đâu. Cái bình tàng hình này các bạn lém cẩn thận nhá. Cái bình tàng hình này là lém hết sức cẩn thận, giúp nhóc vào tê nhá. Ui, bình tàng hình lém lỗi quá. Sâu hơn vào một tí nữa thì ngon. Sâu hơn một tí nữa thì ngon cả nhà. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng lấy bằng được con pháo đại bàng góc kia đã. Để cho nó bắn cho đỡ đau đã anh em ạ. Không để pháo đại bàng mà rỉa thì các bạn cũng biết rồi, đau lắm. Đau không thở được đâu cả nhà nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đẩy quân thôi, đẩy quân thôi, đẩy quân thôi, đẩy quân thôi, đẩy quân thôi anh em nha. Yêu tinh dồn vào thật là nhiều, yêu tinh dồn vào thật là nhiều. Những cái góc nào mà chứa nhiều ấy, các bạn dồn hết yêu tinh vào nhá. Dồn thật nhanh vào anh em ạ. Dồn thật nhanh à. Tay các bạn dồn thật nhanh giúp mình. Cái đoạn này là rất là quan trọng với cả nhà này. Bởi vì mình thấy rằng là thắng thua hay không là ở cái giai đoạn này đây. Bắt được hết pháo đại bàng các bạn sẽ gần như là chiến thắng thôi. Chết rồi, hết thạch sạch mất mấy con cung của tôi mất rồi. Hết mất mấy con cung của mình rồi. Đây 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 đây. Còn cái góc trên này, pháo đại bàng lấy được. Ui. Cố lên lấy pháo đại bàng nào. Mấy con nát chơ. Bắn đau thế, mấy con Archer kia không chịu lấy cho mình à. Phá lại bàng em ơi. Ui, mấy con Archer lại yếu đuối thế. Ui, đây rồi. Đấy, anh em thấy không? Góc dưới, góc dưới. Yeah. Như vậy là nhóc ở đây cũng có 3 sao anh em này. Ủa, khó. Nhưng mà cũng cho chúng ta đầy cảm giác hưng phấn khi mà chúng ta lấy được em nó cả nhà nhá. Đầy cảm giác tò mò, hấp dẫn thật sự cả nhà. Uầy, cuối cùng thì nhóc ở đây cũng đã chinh phục xong con map này. Anh em có thể làm theo cách của mình nha. Bye bye anh em.